Chiều 14 tháng 10, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn bắt quả tang TB quy trú quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy loại ketamin, 1,2 kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại nước vui, khoảng 200 vỏ bao ni lông gồm các nhãn hiệu Ferrari, Lamborghini, Crispy Fruit, Ron dùng để đựng ma túy loại nước vui, một cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan. Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng phát hiện một người tên là Quy, có biệt danh là Bố Già, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy về Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế để bán. Tiến hành xác minh, các trinh sát phát hiện Quy có 3 tiền án, một tiền sự về các tội như cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Vì là đối tượng cộng cán, luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an tại địa phương nên Quy chuyển hướng hoạt động ra khu vực miền Trung nhằm tránh sự theo dõi, giám sát. Tối 12 tháng 10, khi ô tô chở Quy cùng số ma túy trên vừa qua trạm thu phí đường cao tốc đi nhanh về hướng quốc lộ 14B thì các tổ công tác của Công an Đà Nẵng bất ngờ tiếp cận. Khi thấy hiệu lệnh của lực lượng công an, tài xế ô tô không chấp hành mà nhấn tăng ga vượt lên hòng tẩu thoát. Tình huống này đã được dự đoán từ trước nên các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế ngay không để đối tượng có cơ hội phản kháng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng.